Kính chào quý vị và các bạn trên kênh YouTube Góc Cảnh Giác. Thưa quý vị, trộm chó luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người bởi những tên cẩu tặc có những hành vi vô cùng táo tợn. Đặc biệt khi bị bắt quả tang, chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát. Dân chơi ngồi ô tô đắt tiền đi mua bánh gai, tiện tay trộm luôn chó của chủ quán. Tưởng dân chơi, ai ngờ lại là dân trộm chó. Đúng là thường khổ chủ, bán được cái bánh gai mà mất luôn chú chó cưng. Đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông đi chiếc Toyota Innova ngồi ở ghế phụ đã hồn nhiên bế chú chó gần đó lên xe như thể là thú cưng của mình vậy. Con chó bị bắt mất được cho là thuộc loại poodle khá đắt tiền. Cụ thể, sự việc diễn ra vào lúc khoảng 15 giờ 50 phút ngày Chủ nhật. Một nhóm người đi ô tô tạt vào cửa hàng mua bánh gai ở Ninh Giang, Hải Dương. Trong lúc chủ chó sơ ý, người đàn ông đã tiện tay bê luôn con chó đang đứng ở gần đó. Đáng thương hơn khi đây là con chó mẹ vẫn đang chăm một đàn chó con ở nhà. Hiện tại, chủ chó đang ráo riết truy tìm chiếc xe ô tô và người bắt chó. Người này đã đăng tải khá nhiều tin tìm kiếm trên mạng xã hội. Ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, clip đã thu hút đông đảo cư dân mạng. Một người có tài khoản TH bình luận: "Làm đơn báo công an đi, con chó này trị giá 3 đến 3,5 triệu đồng là đủ truy tố rồi." Thành viên khác bình luận: "Có cả biển số xe, video rõ ràng rồi thì chạy đâu mà thoát." Nhắc đến trộm, người ta thường nghĩ đến những kẻ túng quá làm liều, không ai nghĩ rằng người có xe ô tô lại tiện tay lấy đi chú chó như người đàn ông trên. Đúng là người đẹp mà hành động không đẹp chút nào, phải không quý vị? Trích xuất camera, người phụ nữ dàn cảnh mua trà sữa trộm thú cưng. Lại là một pha trộm chó tinh vi nữa diễn ra. Không bình xịt hơi cay, không gậy bắt chó, nhưng người phụ nữ vẫn nhanh chóng bắt được chú chó cưng. Và số phận của chú chó này sẽ ra sao thì chẳng ai có thể biết được. Theo đó, vào khoảng 19 giờ tối, một người phụ nữ ngoài 40 tuổi đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, mặc áo đen, chạy xe máy đến một tiệm trà sữa trên đường Nguyễn Trãi ở phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, giả vờ mua trà sữa rồi bắt trộm con chó của cửa hàng kinh doanh thú cưng bên cạnh. Một phút lơ là thôi là chú cún cưng của bạn đã rơi vào tầm ngắm của kẻ gian. Vì vậy, quý vị hãy chủ động bảo vệ thú cưng của mình nhé. Đặc biệt là không thả rông nơi công cộng, không có người trông giữ. Bị truy đuổi, cẩu tặc làm càn vung mã tấu, cướp xe để tẩu thoát. Đúng là kinh hoàng chưa từng thấy vì muốn tẩu thoát. Bị phát hiện khi đang trộm chó, hai đối tượng đã bỏ chạy. Hùng hãn hơn, chúng còn dùng mã tấu cướp một chiếc xe máy để tìm cách thoát thân. Đoạn video ghi lại cảnh hai đối tượng trộm chó dùng mã tấu cướp xe của người đi đường để tẩu thoát khi bị truy đuổi. Người đưa clip lên cũng cho biết thêm, sự việc xảy ra vào trưa ngày 25 tháng 11 tại địa phận thôn Lương Quỳ, xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội. Ngày 26 tháng 11, một ngày sau khi sự việc xảy ra, những người dân chứng kiến vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị Hồ Thị Thu Hằng là chủ của con chó bị trộm bất thành kể lại: "Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 11, con trai chị đang học lớp 8 mở cửa ra ngoài đi học thì chú chó màu đen của gia đình cũng đi theo ra. Một lát sau, chị nghe thấy tiếng người dân hô hoán có trộm chó. Chị Hằng chạy ra thì thấy hai nam thanh niên đang tròng thòng lọng vào cổ chó và kéo đi. Được một đoạn, hai đối tượng bị người dân phát hiện và truy đuổi. Theo chị Hằng, hai tên trộm đã bị ngã ra đường. Cùng thời điểm này, xe buýt số 65 đi tới. Thấy vậy nên đã chèn ép hai tên trộm để khiến chúng phải để lại xe và chó để bỏ chạy." Chị Hằng kể tiếp, hai tên này khá hung hãn, múa đao đe dọa nếu ai đuổi theo sẽ chém chết. Rồi một tên chạy ra chặn đầu xe máy của một người phụ nữ đi đường, rồi kề dao vào cổ nói, "Không đưa xe tao chém", khiến cho người này hốt hoảng phải giao xe, rồi hai tên lăm lăm còn mã tấu trên tay chạy thoát thân. Theo người dân, ngay sau khi cướp được chiếc xe tay ga của người phụ nữ đi trên đường, hai tên trộm đã chạy khoảng được 500 mét thì vứt bỏ chiếc xe này ở lề đường. Liên quan tới vụ việc, một cán bộ công an xã Xuân Nộn cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã tiến hành xuống hiện trường, đồng thời báo cơ quan công an huyện Đông Anh khoanh vùng truy bắt đối tượng. Những đối tượng trộm chó vô cùng hung hãn, sẵn sàng chống trả làm càn khi bị phát hiện. Vì vậy, khuyến cáo người dân không truy bắt. Khi phát hiện trộm chó cần báo cho cơ quan chức năng. Bốn cẩu tặc dùng súng điện cướp chó giữa ban ngày, bất chấp sự giằng co của gia chủ. Một pha trộm chó cực kỳ táo tợn, bất chấp ban ngày, bất chấp chủ nhà. Bốn tên trộm chó hung hãn tấn công lại chủ nhà, khiến người xem vô cùng bất an.
Theo đó, đoạn clip ghi lại 4 thanh niên mặc áo khoác, đeo ba lô, đi trên 2 xe máy chạy trên đường Võ Thị Phải, phường Thới An, quận 12. Chúng sau đó tấp vào lề đường, lấy súng điện bắn một con chó của ông Nguyễn Hữu Đức, 56 tuổi, bất tỉnh, ngang nhiên bắt trước mặt người chủ. Ông Đức chi hô, ngăn cản, liền bị chúng dọa bắn và đánh. Khi ông lùi lại, một thanh niên xuống bắt con chó nhảy lên xe đồng phạm và bỏ đi. Sự việc diễn ra trong 30 giây, được camera an ninh ghi lại. Ông Đức nói và cho biết đã nuôi con chó đó được 10 năm. Tôi không ngờ giữa ban ngày mà chúng lại manh động như vậy. Sự việc được ông Đức trình báo công an và đăng video trên mạng để người dân cảnh giác. Cũng như đa số nạn nhân của các vụ trộm chó trước, ông Đức chỉ thông báo cho khu phố và cảnh sát khu vực. Về mặt tinh thần, các nạn nhân rất bức xúc khi tận mắt chứng kiến thú cưng bị bắt. Thế nhưng nghĩ đến giá trị tài sản bị mất không lớn, họ ngại việc trình báo với cơ quan công an. Phát hiện kẽ hở này, những đối tượng trộm chó ngày càng lộng hành. Xem đoạn clip, nhiều người rất phẫn nộ khi thấy hình ảnh 4 nam thanh niên đi xe máy dùng súng điện để cướp chó trước sự giằng co bất lực của chủ nhân. Đáng chú ý, sự việc trên diễn ra giữa ban ngày, có nhiều người qua lại. Một lần nữa xin được khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy bắt trộm chó để tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Cận cảnh màn trộm chó nhanh như chớp giữa ban ngày. Cứ ngỡ ban ngày các đối tượng trộm chó sẽ rén hơn, nhưng không. Bằng sự liều lĩnh của mình, bọn chúng vẫn bất chấp khiến cho người xem chỉ biết ngao ngán. Hai đối tượng bẻ khóa trộm hai con chó rồi nhanh chóng tẩu thoát. Bảo vệ sau đó mới phát hiện sự việc, hoảng hốt đuổi theo, nhưng không kịp. Đoạn video ghi lại hình ảnh hai đối tượng bẻ khóa trộm hai con chó rồi nhanh chóng tẩu thoát. Bảo vệ sau đó mới phát hiện sự việc, hoảng hốt đuổi theo, nhưng không kịp. Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 2 tháng 7. Có lẽ việc áp dụng chế tài xử phạt đối với những tên trộm chó đang chưa thực sự mạnh. Vì vậy mà tệ nạn trộm chó mèo trên cả nước vẫn diễn ra với nhiều diễn biến phức tạp. Cầu tặc rọi đèn pin, trích điện trộm chó trong 15 giây. Chỉ với 15 giây, hai tên trộm đã nhanh chóng trích điện, trộm mấy chú chó khoảng 5 tháng tuổi của gia chủ. Theo đó, vào ngày 18 tháng 2, anh V, nhà trên đường Sông Lô thuộc xã Trung An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhà anh vừa bị kẻ gian trích điện bắt trộm một con chó. Anh V cho biết, vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 17 tháng 2 và được camera an ninh của gia đình ghi lại. Theo anh V, nhà anh nuôi 4 con chó. Thời điểm trên, một con chó khoảng 5 tháng tuổi, nặng gần 10kg, chui lưới rào ra nằm trước cửa nhà, không may bị kẻ gian trích điện trộm mất. Thời điểm trên, hai thanh niên đi trên một chiếc xe máy chạy ngang qua. Thanh niên ngồi sau dọi đèn, cầm chĩa dài hơn 3 mét, đâm thẳng về phía con chó. Con vật trúng dòng điện bất tỉnh, liền bị thanh niên trên đem lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát. Điều đáng nói, tuyến đường lúc này vẫn còn phương tiện chạy qua lại. Vụ việc xảy ra chỉ khoảng 15 giây. Anh V cho biết đây không phải là lần đầu gia đình bị trộm bắt chó. Anh V chia sẻ, trong khoảng 2 năm qua, nhà tôi đã bị mất trộm 3 con chó. Nhiều người cũng cần đề cao cảnh giác bởi kẻ trộm có trang bị chĩa trích điện có thể tấn công người phát hiện. Vụ việc một lần nữa khuyến cáo người dân cần hết sức nâng cao cảnh giác, hết sức cẩn thận với đối tượng trộm chó. Cầu tặc bẻ nhiều lớp khóa trộm 2 con chó quý trong tích tắc. Chỉ trong vòng khoảng 1 phút, hai tên cầu tặc đã nhanh chóng phá khóa cổng rồi xông vào cắt khóa chuồng chó, dùng trong trích điện tóm gọn hai chú chó đắt tiền đem lên xe tẩu thoát. Ngày 10 tháng 7, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip có độ dài hơn 1 phút, ghi lại cảnh hai đối tượng manh động đột nhập nhà dân trộm 2 con chó. Đoạn clip ghi lại cảnh hai đối tượng nhanh chóng phá khóa cổng nhà dân rồi lẻn vào phá hai lớp khóa của chuồng chó rồi dùng trong kích điện bắt gọn hai con chó, sau đó tẩu thoát. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, đã có trên 30.000 lượt chia sẻ và bình luận. Đa phần mọi người đều rất bất bình trước sự manh động của cầu tặc và cho rằng sẽ xử đẹp nhóm đối tượng này nếu bắt được. Anh Trịnh Đăng Dũng, ngụ ở phường Tân Lợi, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, sự việc trộm chó xảy ra tại nhà anh vào khoảng 2 giờ 33 phút sáng ngày 9 tháng 7. Theo anh Dũng, vào tối hôm trước, do gia đình có việc đột xuất đến nhà ngoại ngủ lại một đêm nên đã dùng hai chìa khóa loại tốt để khóa chuồng chó và khóa cổng cẩn thận trước khi rời khỏi nhà.
Đến rạng sáng, anh nhận được điện thoại báo của hàng xóm đã bị trộm đột nhập, bắt đi hai con chó quý với giá gần 40 triệu đồng. Toàn bộ cảnh trộm chó đã được camera an ninh của gia đình ghi lại, nên anh đã đăng tải lên mạng xã hội để mọi người cùng cảnh giác với các đối tượng trộm chó. Anh Dũng bức xúc, gia đình có đi vắng một đêm mà bọn chúng đã liều lĩnh cắt khóa cổng, bẻ khóa chuồng chó rồi dùng tròng kích điện để bắt hai chú chó quý. Cũng theo anh Dũng, hàng xóm của anh cho biết, nhóm cẩu tặc này gồm có 4 tên đi trên 2 xe máy. Khi hai tên vào trong trộm chó thì hai đối tượng bên ngoài cảnh giới nổ máy sẵn để nhanh chóng tẩu thoát. Tệ nạn trộm chó đang có dấu hiệu phức tạp, thiết nghĩ cần phải có chế tài mạnh hơn nữa để xử lý nhằm răn đe để bảo vệ tình hình an ninh trật tự. Quý vị nghĩ sao về vụ việc trên? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận cho chúng tôi. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.